Trái đất của chúng ta luôn được lấp đầy với hàng triệu sinh vật khác nhau. Trong đó tốt có, hại có, xấu có, đẹp có. Và sau đây, hãy cùng điểm qua top 10 loài động vật dễ thương nhất trên hành tinh xinh đẹp này nhé. 10. Hedgehog. Nhím gai. Tên khoa học của bọn chúng là Erinaceae. Trên thế giới có tất cả khoảng 17 loài nhím gai, được chia thành 5 chi. 4 trong số đó phân bố chủ yếu tại châu Âu, châu Á, châu Phi và New Zealand. Nhím gai có họ hàng xa với anh em nhà chuột chù, với loài nhím chuột không gai, có thể là loài trung gian. Chúng có ít nhiều thay đổi sau hơn 15 triệu năm kể từ khi xuất hiện. Cũng như nhiều loài thú đầu tiên xuất hiện khác, chúng thích nghi với đời sống về ban đêm và chủ yếu ăn côn trùng. 9. Little Penguin. Little Penguin là loài chim cánh cụt nhỏ nhất. Chúng phát triển tới chiều dài trung bình chỉ khoảng 33 cm. Chúng phân bố và được tìm thấy trên bờ biển phía nam của Úc và New Zealand. Ngoài cái tên chim cánh cụt nhỏ, chúng có một số tên gọi thông thường khác. Tại Úc, người dân gọi chúng là chim cánh cụt tiên bởi vì kích thước nhỏ bé của chúng. Tại New Zealand, nó cũng được gọi là chim cánh cụt nhỏ xanh hay chim cánh cụt xanh do bộ lông màu đá phiến xanh đẹp như ngọc của chúng. Chúng được gọi là Corora trong tiếng Maori. 8. Northern Pygmy Owl. Northern Pygmy Owl là con cú nhỏ có nguồn gốc từ miền Tây Bắc nước Mỹ. Chúng có kích thước chỉ như những con chim bình thường. Khi lớn, chúng có chiều dài từ 15-17 cm, chiều dài tổng thể, và có màu xám, nâu xám hoặc đỏ. Các bạn nhớ đăng ký kênh để đón xem những video mới nhất của TopTube nhé! 7. Koala bear. Koala hay gấu túi là một loài thú nhỏ có túi. Chúng ăn thực vật và sống tại Úc. Gấu túi là loài vật duy nhất hiện còn sống trong họ Phascolarthi, và họ hàng gần gũi nhất còn sinh tồn của nó là Wombat. Những con koala được tìm thấy ở vùng dọc theo bờ biển phía đông và nam đảo chính. Chính xác là ở Queensland, New South Wales, Victoria và Nam Úc. Chúng có chiều dài cơ thể khoảng 60-85 cm và khối lượng trung bình từ 4-15 kg. Màu lông của chúng từ xám bạc đến nâu sô-cô-la. 6. Arctic Fox. Cáo Bắc Cực là một loài cáo nhỏ. Chúng có nguồn gốc từ vùng Bắc Cực ở Bắc Bán Cầu và thường sống tại quần xã ở Đài Nguyên Bắc Cực. Loài cáo Arctic Fox thích nghi tốt với môi trường lạnh. Chúng sở hữu bộ lông dày để giữ ấm, có màu nâu vào mùa hạ và chuyển sang màu trắng muốt vào mùa đông. Chiều dài cơ thể vào khoảng 46-68 cm, cùng với thân hình cong tròn của chúng giúp chúng giảm thiểu được sự truyền nhiệt từ cơ thể ra ngoài không khí. Cáo Bắc Cực ăn thịt mọi sinh vật nhỏ mà chúng tìm thấy trên các bờ biển gần đó, bao gồm chuột lemming, chuột đồng, hải cẩu đeo vòng non, các loài cá bé sống tại Bắc Nam Cực, thủy cầm và cả chim biển. 5. Red Panda. Gấu trúc đỏ hay còn được gọi với cái tên khác là cáo lửa hay gấu trúc nhỏ. Chúng là loài động vật có vú ăn cỏ, đặc biệt là chúng rất thích ăn lá tre. Thân hình chúng chỉ nhỉnh hơn con mèo nhà trưởng thành một chút. Dài khoảng 40-60 cm, nặng khoảng 3-6 kg. Đây là loài động vật đặc hữu của dãy núi Himalaya ở Bhutan, Nam Trung Quốc, Ấn Độ, Myanmar và Lào. Người ta ước tính loài động vật này hiện có ít hơn 10.000 cá thể trưởng thành, nhưng số lượng có xu hướng giảm dần do môi trường sống bị phá hoại và trùng huyết. Dù gấu trúc đỏ được bảo vệ khắt khe ở các quốc gia mà chúng sinh sống. 4. Pomeranian Dogs.
Pomeranian Dog, hay còn gọi là chó phốc sóc, là một giống chó cảnh cỡ nhỏ, có ngoại hình xinh xắn, đáng yêu. Chúng có nguồn gốc từ châu Âu, nổi tiếng và được ưa chuộng bởi ngoại hình bắt mắt của mình. Với tiếng sủa kêu to và vang rền, dai dẳng không dứt, khả năng cảnh giác cao độ, những con chó Pomeranian này lại có thể trở thành những vật canh giữ cửa tốt. 3. Thỏ. Thỏ là động vật có vú nhỏ, được xếp vào họ Leporidae, thuộc bộ Lagomorpha. Chúng sinh sống ở rất nhiều nơi và các quốc gia trên thế giới. Thỏ được phân loại thành 7 loại chính, ví dụ như thỏ rừng châu Âu, thỏ trắng đuôi bông, thỏ Amami. Tuổi thọ của một con thỏ từ 4 tới 10 năm, thời kỳ mang thai khoảng 31 ngày. 2. Fennec Fox. Cáo Fennec là một loài cáo hoạt động về đêm, phân bố chủ yếu ở Sahara thuộc Bắc Phi. Tính năng đặc biệt nhất của loài cáo này là đôi tai to lớn bất thường, phục vụ cho mục đích tản nhiệt. Cáo Fennec có tuổi thọ lên đến khoảng 14 năm trong điều kiện nuôi nhốt tốt nhất. Động vật ăn thịt chính, săn nó là giống đại bàng cú Momo ở châu Phi. Gia đình của cáo Fennec đào hang trong cát để ở và bảo vệ. Hang của chúng có thể lớn đến 120 m² và nối với các hang của các gia đình nhà cáo Fennec khác. 1. Persian Cat. Mèo Persian có bộ lông dài, mượt, phủ khắp người chúng và có khá nhiều màu sắc đa dạng, từ màu đen tuyền, trắng muốt đến màu sữa hay sô-cô-la, màu kem, vân vân. Đôi mắt của chúng to tròn, khiến nhiều người ví loài mèo này có khuôn mặt búp bê. Ngoài ra, chúng còn sở hữu hai lỗ tai ngắn cụt ngủn, chiếc mũi hình và bốn chân ngắn cũn cỡn, bàn chân bẹt, to, vững chãi. Trông chúng thật đáng yêu. Để ủng hộ và xem nhiều clip hay hơn từ Toptobi, các bạn vui lòng bấm vào đăng ký.